Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện tình cờ yêu Love by Train, phần tin can và các cặp nhân vật phụ. Các bạn tự hỏi vì sao Kla cố tình dịch sai, chơi trò cục bông một vố ư? Như Kla đã từng phát biểu, cậu chẳng ưa một ai bên cạnh Pino của mình cả, đặc biệt là anh heo Can. Nhưng hiện tại Can có tin thì giữ chặt. Ai chứ, riêng hũ mắm của tin thì Kla có lòng tin tuyệt đối, bớt đi một đối thủ. Tiếp theo là em gà mái Thái đó, rất đáng gờm. Nhưng riêng về khoản yêu đương thì không cần phải lo. Vì sao? Vì nhìn đã biết hắn dính lấy anh gà trống than tới mức nào. Còn lại chính là Good, anh rùa đó. Đừng có nói chỉ có tin mới ghen. Là cũng không kém một tí nào, chỉ có điều cò phải từ từ tính toán một chút. Khi Good bị hiếp hụt đó, Techno cũng suốt ngày chạy tới nhà Good, an ủi dỗ dành đủ kiểu hết. Là cũng tức gần chết chứ. Vì sao? Là dành cả buổi sáng đưa Pino của hắn đi chợ, mua một đống thức ăn phụ cho Pino của hắn nấu ra mấy món ngon bổ dưỡng. Thế mà tới bữa ăn, Chikno lại thưa hắn ăn toàn rau cải, còn đem nguyên một con gà Kla hì hục hầm mang tới cho chú rùa kia để tầm bổ. Lại vì sao? Kla đã bỏ ra một chút tâm tư chuẩn bị tới hai cái vé đi du hồ ngắm cảnh. Ý định là rõ ràng cảnh đẹp hồ sinh, chấm mút Pino của cậu một chút cho đá thèm. Ấy vậy mà vừa đưa vé cho Techno, Techno lại mừng hốm mà rủ con rùa ra đi giải khuây, gạt cậu bay xa ra 4.800 dặm. Đối với tai nạn của cái tên phây đó, cậu đâu có liên quan, lý nào tự dưng là bị mất tiền oan, lại không được sơ múi gì chứ. Tức, phải nói là có 1.000 cái ghim chặt trong lòng. Cơ hội ngàn năm trời cho thì cũng đến. Anh rùa ngơ ngẩn kia lại cứ thế mà bỏ tới dâng cho cậu cái cơ hội trả những nỗi uất ức này. Là dĩ nhiên không ngu gì để Chikno có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của mình. Thế nên có thể có cái cục bông ngốc nghếch kia được mùa hoa nở cúc. Xin hỏi ngài Kla có hối hận không? Dĩ nhiên là không. Vậy là xin hỏi ngài Kla có chút áy náy nào không? Dĩ nhiên là không rồi. Thế vì sao ngài Kla phụt cả nước lên mặt của Techno khi nhìn thấy Good tiến tới? À, vì cậu ta chân đi hai hàng. Trong tình yêu, ghen chính là một loại gia vị. Mà cứ nhắc tới cái gia vị đấy, người ta lại nghĩ ngay tới vị chua lè của hũ giấm. Thực chất thì cũng không hẳn. Có những người ghen tới mù quáng, ghen tới làm ra những hành động điên rồ như vị cay của ớt. Có những người ghen nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng, khóc nấc lên như vị mật đắng nghẹn ngào ở trong lòng. Có những người ghen tới chảy máu mắt, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, tiêu triệt từng đối thủ, dần dần hòa tan vị cà phê của mình vào ly nước đang sôi. Là sẽ là ai trong số này, hoặc là một phong cách ghen rất khác đi. Mùa hè cũng đã trôi qua rồi, năm học mới chính thức bắt đầu. Tiếng cười nói rộn rã khắp ngóc ngách của khuôn viên trường để đón tân sinh viên năm nay. Các anh chị khóa trên thực sự chuẩn bị biết bao công phu cùng tâm huyết. Thắt chiếc cà vạt chỉnh tề lại trên cổ áo, là bước xuống xe. Cậu giống với mọi người, đều là tân sinh viên, nhưng lại cũng không giống với hầu hết mọi người. Ngôi trường đại học này cậu đã quá quen thuộc. Đúng vậy, là đã là sinh viên năm nhất, dĩ nhiên là cùng trường với Techno. Khoảng cách về địa lý đã được giải quyết. Chú thỏ của chúng ta hẳn là không còn nối nào để thoát. Là đang mỉm cười vô cùng sảng khoái mà bước tới, lập tức có một con đười ươi chạy tới mà đu lên cổ. Là, đợi tao. Nick, nhăn hết áo tao rồi. Mày mới có nhăn áo thôi đấy, nhìn tao đi. Ông anh họ tốt đẹp của mày sợ tao ra cái dạng gì, nhăn hết cả đúng quần. Là chán ghét cỡ tay Nick ra khỏi người mình. Âm hồn bát đản là có thật. Khi Kla đăng ký thi vào khoa cải tiến truyền thông xã hội của trường Techno, vừa nhòm cái tên trường là nó cũng đăng ký vào luôn. Thật muốn cho nó rớt, nhưng mà nó lại không bị rớt, nghiễm nhiên cả hai lại chung lớp chung trường tiếp. Nhưng như vậy cũng không có gì là xấu cả, cơ hội bên cạnh Pino chắc chắn sẽ nhiều hơn. Techno hôm nay thì có đặc biệt hơn một chút, xấu gì chuyện của Techno và Kla cũng đã quá nhiều người biết rồi. Thế nên để đón bạn trai nhỏ tuổi của mình tiến vào trường đại học, thân phận làm người yêu cũng không thể để Kla mất mặt được.
Đồng phục của trường thì không thay đổi được rồi. Thế nhưng Techno cố tình đi làm đẹp nha. Dĩ nhiên là nghe qua Nick tư vấn. Techno nhổm lại mái tóc đang say nắng của mình thành màu đen bóng, rồi lại được hấp ủ vô cùng mềm mượt, rồi trễ ngôi một chút, những lọn tóc không còn cứng đơ mà nhẹ nhàng rủ xuống trán, tôn lên làn da trắng vốn trắng hơn của cậu. Lại nói Techno còn được Nick đắp mặt nạ dùm nữa, thế nên nhan sắc của Techno khiến Kla thực sự một phen choáng ngợp. Pino, anh... Kla, ngại quá. Kla một thoáng bối rối. Techno vì thế càng cảm thấy cần phải kéo tay cậu. Kla mỉm cười, tiến lên, ghé sát vào tai của Techno thì thầm. Anh đẹp trai thế này, em biết giữ thế nào đây? Kla... Techno xấu hổ vì bị bọn Thái trêu một thì bây giờ lại cảm thấy xấu hổ 10 phần, vội vàng quay lưng đi, che khuôn mặt thoáng đỏ. Để anh dẫn em vào. Nick uốn néo người nhảy lại. Đúng rồi, người ta có bạn trai, quên luôn em ruột rồi. Kla liền móc điện thoại ra, nhìn sang Nick. Phải để tao gọi cho P-Boom dẫn mày vào chỗ tập trung. Ê, nương tình. Nick vội vàng giật lấy cái điện thoại của Kla, nhét lại vào túi. Chỉ trước ngày đầu làm tân sinh viên hoành tráng như vậy còn chưa chấm được cô nào, kéo theo cái tên đàn pháo vô sỉ kia vào đây, không nổ tan xác mới lạ. Nick đâu có ngu gì mà chơi dại. Thực sự thì buổi diễn chào đón tân sinh viên thật hấp dẫn, còn có cả việc giới thiệu các tân sinh viên mới xuất sắc. Dĩ nhiên với trí thông minh của điểm số ban đầu cao ngất ngưởng của mình, Kla lập tức trở thành hiện tượng mới của toàn khóa tân sinh viên năm nay. Cậu cũng nghiễm nhiên trở thành hot boy của khoa công nghệ thông tin, đại diện khoa đi dự cuộc thi nam sinh của trường. Ngay trên hội trường bị thông báo như vậy, Kla rủ rất muốn phản đối kịch liệt cũng không thể một hai lờ mờ tực từ lời từ chối, đành miễn cưỡng cười trừ, để đó rồi tính sau. Kla bước lên, nữ sinh thì hú hét. Kla bước xuống, nữ sinh cũng hú hét theo. Ấy thế mà kẻ ăn dấm lại không phải là Techno, mà là Kla. Techno thực sự cũng đã quen rồi, với việc Kla tới đâu cũng giành được thiện cảm của mọi người tới đó. Nhưng Kla thì không quen. Mấy cô nữ sinh mới nhập học, mê mẩn làn da trắng bóc và nụ cười tỏa sáng của Techno, liên tục tìm tới hỏi han Techno thì sao. Kla chói sáng như một ngôi sao trên bầu trời, Techno lại ngoảnh mông vào ngôi sao ấy, ríu ra ríu rít chỉ bảo từng chút cho mấy cô em gái đó. Tận tới lúc Kla tiến tới gần, lực chú ý mới bị phân tán. Mấy cô gái vừa thấy Kla liền huých vai nhau. Ôi mẹ ơi, trai đẹp. Bạn gì ơi, bạn cũng là sinh viên năm nhất sao? Cho mình số điện thoại nha. Thế rút cuộc mày xin số anh nào? Cái. Má nó đẹp trai quá, ta thích. Pino, có thể cho em xin số của anh không? Không thể. Kla lập tức cắt ngang, sau đó nhẹ nhàng đối với mấy cô gái cười. Anh ấy không có thói quen cho số điện thoại của người lạ đâu. Quay sang Techno cười. Phải không? Phải đó. Techno nở một nụ cười méo sạch trước mặt Kla. Sau đó Kla cũng không nói gì thêm nhiều. Đại khái chào sơ qua mấy cô bạn gái kia, rồi kéo Techno rời đi. Thực chất con người ta, ai cũng có một vẻ đẹp riêng tiềm ẩn. Chỉ là ai là người có đủ năng lực để khơi gợi lên vẻ đẹp ấy, rồi ai sẽ là người có đủ khả năng để cảm thụ được vẻ đẹp ấy. Techno chính là một ví dụ điển hình. Khi khoác trên người những bộ quần áo đơn giản và giản dị, cậu liền hòa vào chung với mọi người, hầu như không có điểm gì đặc biệt. Người ta thậm chí có thể quên cậu ngay sau vài cái nhìn thoáng qua. Thế nhưng dưới con mắt của một nhiếp ảnh gia, Techno chính là một viên đá quý. Cậu đẹp, nét đẹp mị hoặc hút hồn ấy thực sự xứng đáng để cho fan phải cất công tìm lại bằng được người đã lướt qua khung hình ấy. Mấy ngày sau, Techno vừa bước ra khỏi lớp thì nhận được một cuộc điện thoại. Một thằng bạn quen sơ tính mối quan hệ xa tới nỗi bắn đại bác không tới, tự dưng hôm nay lại gọi điện để hẹn đi cà phê. Nhưng mà nó làm trong hội sinh viên của trường, lại nói là chuyện quan trọng, Techno vẫn phát mong tới. Vừa tới quán cà phê thuộc gần trường, Techno cũng thoáng nhận ra đi bên cạnh thằng bạn còn có một người, đôi mày rậm ngang và gương mặt vô cùng nam tính.
Khi Techno vừa tiến tới, thằng bạn lập tức giới thiệu. Techno, ngồi xuống đi. Đây là Pifan, đây là Techno. Techno vui vẻ mà đưa tay lên vái chào. Chào anh Phan, chào em Techno. Thằng bạn giới thiệu sơ qua rồi cáo bẩn chuẩn mất. Techno cũng không vì thế mà bị bối rối gì. Đối với Techno, xử lý những chuyện của bọn thằng Can, thằng Good không thành vấn đề, thì ba cái chuyện bỏ chạy lấy người này của thằng bạn kia chẳng qua chỉ là một chuyện vặt. Phan cũng không để ý Techno phải thắc mắc lâu, liền triệt để giải bày. Techno, anh là nhiếp ảnh gia của một công ty chuyên săn ảnh người mẫu. Hôm trước bạn em có nhờ anh tới buổi đón tân sinh viên của trường để chụp hình. À, vâng. Trong khi về soạn lại thì hình để trả anh cho bên hội sinh viên, thì tình cờ thấy được một tấm hình có chứa của ảnh của em. Sao ạ? Nói rồi Phan chìa bức ảnh đưa tới cho Techno. Techno thoáng giật cả mình. Đây là em sao? Thái độ trù môi ra bất ngờ của Techno khiến cho Phan bất giác mỉm cười. Em không nhận ra mình sao? À, có chút, đẹp trai quá, không giống em lắm. Chính là em đó, không sai được. Bình thường nhìn em cũng rất dễ thương. Dễ thương sao? Chỉ có anh với Kla là nói vậy thôi. Kla? Techno mới thấy mình hơi lỡ lời, liền ấp úng đổi đề tài. À, là mà em rất cảm ơn anh nhé. Hẹn em tới tận đây để tạo một tấm hình, ảnh đẹp lắm. Lần này đến lượt Phan ngạc nhiên, đôi mắt theo dõi từng cử chỉ của Techno, nhìn từ trên xuống. Em thật là nghĩ anh nhờ bạn em mời em tới đây chỉ vì đưa cho em một tấm ảnh thôi sao? Techno đảo mắt khắp quán, vẫn như thường ngày không có gì lạ. Thế thì là vì cái gì? Techno cũng gãi đầu. Vì quán cà phê này ngon hả anh? Phan bật thành tiếng cười. Ôi trời ạ, người bạn của em nói với anh rằng em có chút ngây thơ, anh cũng không tin lắm. Đúng là em ngây thơ và dù hoặc chỉ cách nhau có một sợi chỉ. Anh nghĩ nếu em mà lên khung hình chụp sexy một chút, chắc chắn 100 người đều nói em là con yêu dụ. Có chết cũng không nghĩ em ngây thơ tới mức này đâu. Yêu dụ, lên hình. Techno càng nghe càng khó hiểu. Phan đặt hai tay lên bàn, giữ lại thái độ nghiêm túc. Techno, anh cảm thấy em rất có tố chất làm người mẫu ảnh. Em có muốn thử không? Mẫu ảnh. Techno vừa tiêu hóa xong hai từ đó, liền lăn lộn ra cười. Pifan, anh thật biết đùa, em mà làm mẫu ảnh cái gì? Đồ hay không phải thử mới biết được chứ. Techno, em cũng là sinh viên năm thứ ba rồi, cơ hội hiếm có như vậy không phải ai cũng cầu mà được. Em suy nghĩ kỹ, đây là danh thiếp của anh. Pifan, thực sự em không ổn đâu, bảo em chụp hình thà anh chụp nguyên con đà điểu cho xong. Em ngày càng thú vị, anh lại cảm thấy rất thích. Như vậy đi, cuối tuần này em cứ tới chỗ của anh chụp thử. Nếu cảm thấy thích thì làm, không thích thì thôi, đâu có vấn đề gì cả. Như vậy cũng được sao? Được chứ, sao không? Ây da, vậy được, cứ vậy đi. Sau khi Phan rời đi, Techno vẫn bối rối trong búng túng cái danh thiếp trên tay, lúng túng không biết làm gì hết trơn. Ngồi thử ở quán cà phê một lúc thì ngẫm thử, Nick mới vào đại học, các khoản chi thì rất nhiều, mà Pifan thì nói đi chụp ảnh thử vẫn có thù lao, bây giờ kiếm việc làm thêm thì cũng rất khó. Thôi thì, cứ thử xem sao, cũng chỉ là chụp hình, cũng không mất đi làng thịt nào. Nhưng mà, cần phải giấu kín một chút, nếu mà để cho cái lũ khỉ ở sân bóng biết đảm bảo chúng cười cho mình mũi nở hoa. Thế là Techno lén lén học thuộc mấy dòng trên cái danh thiếp rồi phi tàng ngay cái xuống thùng rác của quán cà phê. Mới vào đại học, mấy tháng học quân sự chính là điều không thể tránh khỏi. Tóc của Kla và Nick mỗi đứa còn 5 phân, mất hết cả thẩm mỹ. Trong khi Nick chu chéo vì bộ tóc kỳ quái này, thì Kla lại ghét nhất chính là vì không có thời gian để ở bên cạnh Pino. Tính Pino vô cùng tốt bụng và cởi mở. Hôm trước, La còn tóm được Techno đang dìu một cô bé năm nhất bị say nắng vào trong lán nghỉ. Lúc đó tay cậu ta siết chặt, chỉ ước giá mà trời nắng thật to nữa lên để chết luôn đi, khỏi cần xỉu. Đã thế, thời gian tập luyện thì cực kỳ nghiêm khắc. Tất cả ăn chung, ở chung, chỉ có một ngày chủ nhật là được rảnh. La đem cái quả đầu 5 phân của mình chùm lại sau chiếc mũ lưỡi chai. Cậu cũng không muốn cả tuần mới được gặp,
lại làm cho Techno hết hồn với mấy cọng tóc này. Kla đã nhắn tin hẹn với Techno nhưng chưa thấy trả lời. Nghĩ là Techno đi đâu mất liền gọi cho Nick, tiếng Nick vẫn còn ngáy ngủ. Tịch mờ mày Kla, sáng sớm mới gọi cái cục cức gì, cả tuần mệt muốn chết rồi, có để cho mày ngủ không? Pino có nhà không? Ai mà biết, tự tới mà tìm đi. Nick cúp ngang máy, cuộn tròn lại trong chăn. Cái sung sướng nào đó bằng cái sung sướng được ngủ nướng ngày chủ nhật chứ. Có cái đau khổ nào bằng cái đau khổ đang ngáy tới đoạn ngon lành thì lại bị đánh thức dậy. Mẹ nó chứ, Nick nằm bẩm, đang mơ tới đoạn được ăn trái đào tiên, vừa há mồm ra suýt cắn được thì bị gọi dậy. Đúng là đáng chém. Kla lại gọi điện, Techno thì không nghe máy. Kla tới nhà tìm, Techno không có nhà. Thằng bước vào phòng của Techno, cửa tủ quần áo vì khép không kín mà có phần khẽ hở. Kla bước tới mở ra, hầu hết quần áo đều bị đem đi. Chuyện quái gì thế này? Kla túm chặt lấy một cái áo còn vứt trên giường, nhíu mày phi sang phòng Nick, ném cái áo lên mặt của Nick. Nick nghe câu được câu không trả lời. Chắc là trộm đồ đi. Lại nói Techno thật khổ sở nha, chẳng biết mặc cái gì, lên lột hết toàn bộ những bộ đồ đẹp đem theo một chút, rồi mang đi. Khiến cho fan suýt chết vì hoang tưởng rằng dân ngủ cư ở đâu mang đồ tới làm ổ ở trong studio. Techno thì núng túng giải bày. À, là vì em thực sự không biết mặc cái gì hết, nên đem tất cả tới. Techno, em đúng là... Như thế này tại sao tôi không thương cho được? Sao nào? Gần bộ này vẫn chưa đủ sao? Techno, em không cần đem bộ nào tới hết. Khi chụp hình sẽ có quần áo riêng cho từng suit. Vậy sao? Được rồi, em vào đi. Fan thì vô cùng nhiệt tình mà hướng dẫn cho Techno chọn trang phục, thay đồ và trang điểm. Ban đầu vì lúng túng, những bức hình hầu như bị loại hết. Nhưng fan vô cùng kiên nhẫn chỉnh lại từng chút, từng tư thế cho Techno. Em không cần gồng lên, thả lỏng là chính mình đi. Đúng vậy, cười lên, rạng rỡ lắm. Nụ cười của em khiến các cô gái trong studio này đều đổ máu mũi hết rồi. Kìa, bé chú cún đó, yên tâm. Nó là cún đực, chỉ mê cún cái thôi, không mê em đâu. Đúng rồi, cười lên một chút. Những câu đùa dí dỏm của anh fan khiến cho Techno thoải mái cười lên. Nụ cười rạng rỡ như tỏa sáng một góc studio vậy. Nhưng Techno phải bấm lỗ tai, không phải một phát mà là hai phát. Đau thì cũng không đau bằng mỗi lần bị thằng Can tung bóng vào mặt. Nhưng con trai mà bấm lỗ tai thì quả là kỳ quá không. Nói thì nói thế chứ fan khẳng định sẽ không hề gì. Chính fan cũng bấm mà. Mấy người trang điểm cũng hồ theo. Với lại hy sinh vì nghệ thuật là cái hy sinh cao cả. Bấm thì bấm. Rồi, xong. Trên tai của Techno hiện tại là đôi tai màu khuyên kiểu. Thực sự rất là hút hồn. Còn vì sao Kla gọi máy cho Techno không được? Vì sao khi vào tới chỗ chụp hình, tất cả mọi nhân viên đều yêu cầu tắt chuông điện thoại, không một ai được phép sử dụng cho tới khi hoàn thành chỉnh chu bộ hình? Thoáng cái đã tới chưa? Techno vô cùng yêu quý công việc này, chỉ việc cười mà có tiền, ai mà không sướng. Lại nói sau khi cho Techno xem những bức hình đã được lựa chọn để chỉnh sửa, Techno cũng suýt muốn ngất khi thấy hình của mình. Quả là vi diệu, từ quả hóa thành công, từ vịt hóa thiên nga, cũng chỉ đến thế. Về phần của fan, cậu thực sự đánh giá cao người này. Cái duyên ảnh không phải ai cũng có, người có rồi lại không cần phải quá phô trương, cứ thế mà ăn sâu tới từng centimet. Techno ăn trưa vui vẻ và ký một hợp đồng tạm thời với Pivan xong, vô cùng hào hứng mà hôn lên cái phong bì có chứa một vài bức hình cùng với những đồng tiền công kha khá. Techno cũng có ước mơ chứ, ở đời ai mà không có ước mơ. Người ta nói, việc chọn người chứ người không chọn việc. Pivan cũng đã nói, cậu là rất có tố chất, biết đâu đấy. Techno cứ thế vui vẻ mà ra về, quên luôn cả cái bên tai còn một đôi khuyên, chỉ trang phục tặng đeo cho khỏi bít lỗ. Quên luôn cái điện thoại còn chưa mở chuông của mình, đang trộn lẫn với đống quần áo trong ba lô. 3 giờ chiều, Kla không thể nào đốt nổi bữa trưa. Nick thì vẫn nhăn nhó vừa đuổi được tên bùm vô sỉ ra khỏi cổng, bày ra vẻ mặt chết thảm. Đối với Kla rồi trèo lên giường ngủ tiếp.
Techno thì vui vẻ huýt sáo bước vào cổng. Ôi giời, xe của Kla. Thôi chết, sao lại quên mất hôm nay là chủ nhật cơ chứ? Nhưng Kla cũng không nói là xe tới. Nhìn quanh quẩn một hồi ở cổng, Techno thực sự là muốn chuồn, nhưng có vẻ không kịp rồi. Một giọng nói ngay từ sau lưng vang lên. Anh vừa về, lại muốn đi đâu nữa? Techno vác ba lô nặng trĩu, khẽ quay người lại, giơ một bàn tay lên vẫy vẫy. Hi, Kla. Chào em. Em cũng chào anh, Pino. Kla rất khác mọi ngày nha. Nếu bình thường là sẽ giúp đỡ cả cái ba lô to chịch cấy, nhưng hôm nay thì không. Mặt Kla lạnh như băng, một đường kéo tay Techno như dúi vào phòng. Techno vội vàng giải thích. Anh có việc không đi gặp thằng Can, không gặp thằng Thái, cũng không gặp thằng Gút. Cái gì trên tay anh kia? Tay anh sao? Thôi chết mẹ rồi. Techno bây giờ mới nhớ ra, sờ sờ lên hai cái nút bấm trên tay mình, lại còn hai chiếc khuyên nữa chứ. Nuốt phổi một ngụm nước bọt, y như một kẻ vừa ăn trộm gà bị bắt mà trên tay vẫn còn mấy cái lông làm bằng chứng vậy. Techno không giỏi cái, liền di di chân tìm lỗ không có để làm chui xuống gầm giường thì sao. Kla cũng không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghĩ đến có kẻ đưa tay chạm lấy cần cổ kia, đôi tai kia, nhẹ nhàng mà đeo vào đó một đôi khuyên tai ư. Kla lập tức kéo rệt cái ba lô xuống, quần áo vương vai khắp giường, hợp đồng bì thư theo đó mà cũng trượt ra. Techno vội vàng nhảy xuống muốn nhặt lấy tờ hợp đồng. Lập tức Kla đã lấy chân đè được, đôi mắt nhìn đảo qua một lượt, xé toạc bì thư, tiền và ảnh trong đó rơi tung xuống đất. Kla như đã hiểu mọi chuyện, cả tuần khao khát chờ đợi để gặp người, người lại không vì ta mà ở lại. Cả tuần theo nỗi nhớ nhung khao khát để bên người, người lại vui vẻ nơi đâu. Cảm giác chua xót mà dâng trào, Kla lật từng bức ảnh, những bức ảnh cười rạng rỡ, những chiếc áo rộng cổ tôn lên từng mảng ngực, mảng xương quai xanh. Không, không thể nào, Techno chỉ có thể là của cậu. Cảm giác tức giận hay là lo lắng sợ mất đi, tất cả những cảm xúc ấy đổ dồn lên khuôn mặt đang nhíu chặt lại vì khó chịu kia. Cái gì đó là nhu hiền, cái gì đó là vỏ bọc đã không còn. Hiện giờ chỉ còn là một con sói đang vô cùng điên cuồng khi nghĩ tới miếng mồi của mình bị giành giật đi. Techno thậm chí còn không dám nhìn đối diện với Kla nữa, nhỏ giọng lý nhí. Cái đó để anh giải thích cho em hiểu. Xẹt, tiếng Kla xé ngang bản hợp đồng khiến Techno vội vàng ngoảnh lên. Thấy rõ ràng bản hợp đồng bị xé thành hai mảnh, Techno liền tiến tới. Kla, em làm cái gì vậy? Em làm cái gì, Pino? Câu này em hỏi anh với đúng chứ? Kla, nghe anh chỉ đi chụp hình thôi, đó cũng là công việc. Hơn nữa anh cảm thấy anh rất thích. Anh thích? Anh thích chụp hình hay là thích cái kẻ tên Phan này? Kla, mau xin lỗi anh. Em không có quyền xé hợp đồng đó, càng không có quyền xúc phạm người khác. Không có quyền. Techno, Kla gọi thẳng tên Techno. Em cho anh biết, anh lại dám để người khác chạm vào người, còn làm gì nữa đây? Chụp ảnh, anh có biết anh đang làm gì không? Anh thiếu tiền sao? Kla, em quá đáng rồi đó. Được, nếu anh thiếu người, em cho anh người. Anh thiếu tiền, em lập tức cho anh tiền. Kla không nói nhiều, vứt chiếc mũ lưỡi chai ra khỏi đầu, cởi áo khoác một đường đè lên Techno ngả xuống giường. Kla không hôn lên đôi môi ngọt ngào, mà gần như đang cằm cắn cần cổ của Techno. Techno giãy giụa, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng. Bàn tay Kla thô bạo mà luồn qua thắt lưng, chạm xuống đáy quần. Lần đầu tiên Techno cảm thấy đôi bàn tay ấy không còn xinh đẹp nữa. Techno hét lên. Buông ra. Kla, anh nói em buông ra mau. Kla không trả lời, đôi môi điên cuồng mà cắn lấy cắn để. Techno dùng sức co đầu gối thúc thẳng lên bụng của Kla. Kla bị ăn đau co người. Techno bật dậy kéo lại cổ áo đã bị Kla xé rách. Kla, ra khỏi phòng anh. Techno, ra ngoài. Anh. Kla, anh nói em cút ra ngoài. Techno tiến đến dùng sức kéo Kla đẩy ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại. Ánh chiều tà bên ngoài hắt lên hình bóng đờ đẫn của Kla. Cách nhau một cánh cửa, trong phòng giọt nước mắt lăn rơi trên vai áo nhầu nát của Techno.
Người ta nói tuổi trẻ thì không có gì nhiều, chỉ có 3 phần nhiệt huyết là đáng giá, cộng thêm 7 phần là tự phụ. Lúc nào cũng muốn khẳng định bản thân mình một cách rõ rệt nhất. Trời đôi khi cũng chỉ to hơn cái vùng so một chút. Kla và Thích-Nô, dẫu có là sói hay là thỏ, thì trước hết họ vẫn cứ là những bạn trẻ mới mười mấy 20, cái độ tuổi mà nhiều người chỉ khi vì một chữ tự phụ ấy. Cái độ tuổi mà có khi chỉ vì một câu nói, một lời lại đó lại đem đánh mất nhau. Để rồi sau này, dù có sâu sắc và hối hận thì đã không còn kịp nữa. Dù là yêu lắm, yêu đến điên cuồng, nhưng vẫn không cách nào vượt ra được sự cao ngạo của chính bản thân để cất lên lời xin lỗi. Một tuần cũng trôi qua, kể từ sau buổi tối ngày hôm ấy. Chẳng biết Nick có lời nào muốn nói, nhưng hễ như thằng Kla tranh thủ buổi tối được nghỉ mà hí húi nhắn tin xin lỗi Pino, nó lại cũng xách cái điện thoại ra bấm liên tục. Ê, Pino, anh nhất định đừng có trả lời tin nhắn của nó. Ê, anh nhất định đừng có nghe máy. Ê, anh nhất định phải nâng giá lên, cao giá lên. Ê, anh cứ bỏ lơ nó đi, nhất định phải nghe em, bơ nó đi, mặc xác nó. Nó khỏe như con voi, ăn như trâu, anh không cần phải lo. Bụng nó đau gì, nó hít đất 100 cái là thường. Thế nhé, nhất định phải kệ mẹ nó nha. Đã là một tuần rồi, ngày nào cũng nhận được bao nhiêu tin xin lỗi của Kla. Techno thực sự trong lòng đã mềm nhũn như tơ, suýt mấy lần thì nhắn tin lại. Thật không biết hôm đó là dùng sức thúc vào bụng của Kla, liệu có đau không? Cơ mà thằng Nick đã chắc chắn là Kla không sao, Techno cũng yên tâm. Hơn nữa nó nói cũng có lý, Kla lại đi xé hợp đồng đó, bây giờ biết ăn nói thế nào với anh Phan đây. Nên Techno còn giận một chút, lại bị Nick công kích nên nhất quyết không thèm để ý tới lời Kla nữa. Quyết là không thèm trả lời Kla lấy một tin. Nhưng sao hôm nay lại có chút mong chờ thế này kia chứ? Techno mặc xác bọn thằng Can lèo nhèo rủ đi ăn thịt nướng. Đường một đường vui vẻ từ trường trở về nhà. Bước vào cổng liền ngó nghiêng xung quanh. Không có xe. Techno tắt nụ cười nhưng vẫn còn len lỏi đâu đó một tia hy vọng. Nhớ từ trường Kla đi chung xe buýt với thằng Nick về đây thì sao? Thế nên một hai bước chân liền phi đến phòng của Nick. Nick sau 2 tuần tập quân sự, nước da cũng trở nên ngăm đen. Mong mái tới tối thứ bảy được về nhà, tắm xong liền sở kem dưỡng ra mà bôi bôi chết chết. Tiếng đẩy cửa mạnh mẽ của Pino khiến Nick giật bắn cả người. Ây! Nick! Không em thì còn ai nữa, giật hết cả mình. Techno chui tọt vào trong phòng, đảo mắt xung quanh, thấy cửa nhà tắm hé mở. Techno thật muốn xuyên thủng vài lỗ cái cửa đó để xem. Nick nhìn cảnh đó hách một bên môi. Nó về nhà rồi. Ờ, ai cơ? Anh có hỏi gì đâu. Không hỏi. Nhìn anh là thấy mất giá rồi. Techno thoáng một chút thất vọng, ngồi xuống giường của Nick dò hỏi. Ừ, Kla có đưa em về không? Không, nó từ trường về nhà luôn rồi. Vậy Kla có hỏi gì anh không? Hỏi gì là hỏi gì? Không hỏi gì thật sao? Không, mệt anh quá, đi ra đi. Em nằm ngủ một tí, có cơm thì gọi em dậy. Nick bôi kem xong thì liền đẩy Techno ra ngoài. Techno bực mình và cáu tiết. Ai nói nấu cơm cho mày? Sao? Không nấu thì em chết đói à? Cho mày chết đói luôn. Ơ, ai bảo mày xui anh mày không trả lời tin của Kla, thế nên nó giận rồi đấy. À, Nick chợt hiểu ra như cười lên. Ôi giời, ha, cười cái gì mà cười, anh mê đã đến thế kìa. Kla, mày giỏi hơn tao nghĩ quá. Sao, Pino, nó làm được bao nhiêu phút đã nhớ đến thế kìa. Mày, Techno vừa ngại vừa tức cái thằng em trời đánh kia, ném cái gối lên đầu nó. Mày xác định chết đói đi. Được. Nick được mùa như cười nắc nẻ. Sướng quá. Không ngờ cái cảm giác đốt nhà người khác lại sướng như vậy. Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt của Kla suốt tuần vừa qua lúc nào cũng như đít khỉ. Vì Pino không rẹp tin nhắn, lòng của Nick đã vui như Tết. Bởi vậy là đáng đời cái thằng Kla chết tiệt đó. Hơi tí là lấy bùm ra giả nó. Nick, phi bùm tới kìa, mau xuống mở cổng. Chết mẹ. Một lát sau, sao anh lại vào phòng tôi chưa cho phép đâu đấy. Anh nghĩ là phòng của em hay
của em cũng anh không cần phải cho phép để được đi vào đi. Bơm, chia tay, chia tay, chắc chắn là tôi chia tay anh. Được, như em muốn. Vậy mấy giờ đêm nay chúng ta lại đồng phòng tân hôn? Anh, con mẹ nó. Em có biết không Nick, em chửi cũng thật dễ thương. Ôi trời đất ơi. Nick trước tới giờ chẳng gặp ai tử tế, ấy thế mà có phước cảm được Pibum. Mình vừa nhìn qua đã có cảm tình. Pibum không chỉ là người đã cứu mình, mà lại còn là người vô cùng nhã nhặn lịch thiệp. Ban đầu thì mình cũng không hiểu vì sao Pibum hay tới nhà chơi. Vết thương của mình thì cũng khỏi cần rồi. Hỏi Kla, Kla liền nói hai người đó đang quen nhau. Mình thì bất ngờ tới hốt hoảng. Không lẽ Nick cũng là như mình sao? Cho tới một hôm, mình khá mệt và cúp tiết trốn về ngang chừng. Nghe thấy tiếng không rõ ràng trong phòng của Nick, mình còn tưởng trộm. Hóa ra lại được xem live stream hai người đang hôn nhau tới hổn hển. Hôn nhau? Chino bất giác đưa tay lên miệng, chạm khẽ một chút rồi thở dài. Một tuần, nhung nhớ nào cho vừa. Sự giận dữ đã tan như sương sớm, chẳng còn đọng lại một chút gì. Thế mà nỗi nhớ lại chưa từng nguôi đi. Mỗi một ngày đều chưa tin nhắn đến. Những tin nhắn xin lỗi hỏi han ấy của Kla, thực sự Techno không nỡ xóa lấy một tin nào. Trước khi đi ngủ đều đọc đi đọc lại, mỉm cười mà chìm dần vào giấc ngủ. Nhớ quá đi mất. Tự nhiên bây giờ lại gọi cho Kla, thì có kỳ quá không? Techno trong lòng lộn xộn một mớ, cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Bất chợt tiếng nồi canh reo ngột tràn khỏi vùng, khiến cho Techno khẽ giật mình. Mở ra một tô canh còn thơm phức, Techno bỗng nảy ra một ý định. Dẫu gì Nick hôm nay cũng chắc chắn không ăn cơm nhà, một mình cậu cũng không thể nào ăn hết tô canh như vậy được. Thế nên Techno khẽ mỉm cười. Món canh được gọn gàng cho vào lồng ủ, chưa ăn mà đã thấy thơm ngon tới lạ thường. Vì sao ư? Vì Techno sẽ đem lồng canh này tới nhà Kla. Vì thức ăn có ngon hay không, một phần nửa là do người nấu là ai, còn lại là do người cùng mình ăn là ai. Khi Techno phóng chiếc xe máy điện tới nhà Kla, bảo vệ lập tức nhận ra cậu, liền vui vẻ rồi mở cổng. Techno thoáng giật mình nhìn lên đồng hồ. Mới có 6 giờ, trời chưa tối hẳn, mà nhà Kla đã bật đèn sáng trưng mọi ngóc ngách. Các dàn đèn led khiến căn nhà vốn xa hoa lại là như bọc thêm một lớp ánh sáng lộng lẫy vô cùng. Techno đứng ở đó ngẩn người ra một lát khi bảo vệ hắng giọng cười. Đẹp đúng không? À, đẹp đẹp quá. Đúng rồi, bao nhiêu tiền đấy? Cái nhà này á là ông bà chủ đặc biệt chuẩn bị đó. Dạ vâng. Techno đưa tay lên khẽ gãi đầu. Nghĩ này cũng chưa tới lễ hội nào mà. Anh bảo vệ liền hiểu ý làm luôn một lèo. Ái cha, cậu dạo này không tới dạy kèm nên không biết là phải thôi. Hôm nay nhà có khách quý, là bạn làm ăn lâu năm với ông bà chủ, vậy sao? Techno khẽ thở hắt, còn cứ tưởng Kla là giận mình nên mới không về cùng Nick. Hóa ra là do nhà Kla có khách tới. Techno liền vui vẻ hỏi. Vậy nhờ anh gọi Kla giúp, em muốn gặp một lát được không? Cậu chủ á? Ra nhà hàng rồi. Vì khách kia dẫn con cái tới, sao cậu Kla lại ở nhà được chứ? Cậu tới để lấy tiền dạy thêm sao? Để tôi gọi quản gia. À dạ không, chỉ là... Mà phải nói nha, cô bé kia xinh không thể nào mà tưởng tượng được. Trời ơi, cứ phải gọi là gì nhỉ? Là diễn viên Hàn Quốc. Vậy sao? Hay làm gì mà cậu đơ người ra vậy? Cậu Kla là ai cơ chứ? Để đứng cạnh bên cậu Kla, nhan sắc phải như vậy mới là xứng đáng. Bên cạnh sao? Nhìn vẻ mặt của cậu tôi biết ngay cậu chẳng biết gì hết. Để anh nói cho cậu nghe, hai bên gia đình chính là hôm nay gặp nhau để nói chuyện đính hôn. Đính hôn? Chiếc lồng ấp trên tay của Techno rơi bịch xuống đất. Những miếng rau củ đẹp mắt bóng chốc theo dòng nước canh ngọt mà trào ra, đổ đầy trên cổng, ngả nghiêng, trao đảo. Cả một cuộc đời này, Techno chưa bao giờ cảm thấy bàng hoàng và chua xót tới như thế. Cậu đã làm gì? Lau đi chút nước canh đổ tràn vương vãi. Ánh sáng từ những chiếc đèn led chiếu lên chút nước canh ấy như cười nhào cậu. Một kẻ chỉ đi chiếc xe máy điện tồi tàn. Một kẻ đang cúi đầu dọn những miếng canh dơ bẩn bụi đất.
Có khi nào dám ngẩng đầu lên đối diện với thứ ánh sáng chói lóa đó hay không? Đúng vậy, mình chỉ là một tên gia sư nghèo nàn, chỉ là một kẻ không tiền đồ, sao có thể đây? Có lẽ cũng chỉ là một thứ hạng khiến Kla ham vui nhất thời mà thôi. Mới chỉ có một tuần, giá trị của mình nằm ở đâu? Rẻ mạc nhìn đến thế sao? Kla là đính hôn, là đính hôn đấy. Đúng vậy, mấy từ đó thôi lại như có sức mạnh cuột ngã toàn bộ ý chí và niềm tin của Techno, đánh gục cậu chỉ trong giây lát, từ một kẻ đang say trong tình ái bỗng rốc rơi tẳng xuống vực thẳm, cất bước, liêu xiêu, xót xa và đau đớn. Techno không biết mình bằng cách nào, như thế nào lại có thể tới đây, ngồi trong cái quán ăn quen thuộc của cậu và Kla. Techno lại một lần nữa uống rượu, mỗi một nụ cười của Kla là một ly, mỗi một nụ hôn của Kla cũng là một ly, mỗi một câu thì thầm bên tai lại thêm một ly. Uống đi chứ. Tầm của Techno liên tục gào lên đau đớn. Thực sự cả là cậu không có cách nào có thể chấp nhận nổi, cũng không thể chấp nhận nổi. Chỉ có uống thêm, chỉ có say đi, chỉ có say tới chết đi, để khi tỉnh lại còn một chút hy vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Kla, anh không chịu được nổi. Đỡ anh dậy, Kla, đừng bỏ rơi anh. Một thân hình ấm áp bước tới, vững chãi mà bế cậu, áp chặt vào trong lòng. Ấm quá. Kla, là em đó sao? Trong khi đó, Kla thật sự sắp phát điên rồi. Một tuần liền nhắn tin gọi điện cho Techno đều không nghe máy. Kla khó khăn lắm mới trải qua được một tuần bức bối, muốn lập tức chạy về nhà. Vừa ra tới cổng trường đã bị quản gia đích thân tới đón. Nhà có việc quan trọng, cậu không thể không về. Lúc này cậu mới chân chính cảm thấy ghen tị với Nick. Cả một đời chẳng cần làm gì lại được bên cạnh Techno. Đáng ghét. Cậu vừa mới về tới nhà đã phải đóng cảnh một vị công tử ngoan ngoãn lễ phép. Dĩ nhiên vai này thì cậu đóng đạt xưa nay rồi, chẳng mất mấy công sức. Nhưng điều mà cậu cảm thấy chán nản nhất, khiến cậu sắp không giữ nổi thái độ điềm đạm nữa, là Maya, con gái của vị khách kia. Cậu đã biết tới vị khách kia từ lâu lắm rồi, là bạn làm ăn của cha mẹ cậu. Trước đây cũng có vài lần gặp qua Maya, nhưng nói là để yêu thích thì không có. Mùi nước hoa lúc nào cũng nồng nặc, khiến cậu chỉ thoáng qua là biết cái vẻ ngây thơ mà cô nàng bày ra thật sự khó coi tới chết. Thế nhưng đứng trên phương diện nào, dù là kinh doanh hay dù là tình bạn của bố mẹ cậu, thì cậu cũng không thể bất lịch sự tới mức cả nhà cùng đi ăn mà cậu lại cáo bẩn được. Và kể cả đó là như thế nào thì ba mẹ cậu chắc chắn cũng không cho phép. Thở dài một hơi, Pino, chờ em thêm một lát, sau bữa tối em nhất định tới tìm anh. Trong bữa tiệc. Cái gì? Đính hôn? Kla suýt chút nữa thì bóp vỡ ly rượu vang trên tay. Giữ lại chút bình tĩnh, cậu đổi giọng. Con mới vào trường đại học, tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này, mong ba mẹ và hai bác hãy khoan nhắc tới. Maya là một cô bé rất tốt, tính tình lại cực kỳ dễ thương. Dạ, con biết, con cũng đánh giá rất cao em ấy, nhưng vấn đề chính là đính hôn quả thật là để sao đi à? Vậy, Kla nở một nụ cười rạng rỡ, muốn nâng ly lên để cáo lỗi với hai vị khách. Maya thấy vậy liền rời ghế sát tới bên cạnh. Mùi nước hoa nồng nặc khiến Kla thực sự muốn nói thẳng ra cái ly vang. Kla, mới đính hôn thôi mà, cũng chưa cưới, em hứa. Maya, anh nghĩ anh và em cũng mới vào đại học, hơn nữa em còn mới đi du học về, hãy để thời gian tham quan và làm quen lại với môi trường đại học ở Thái thì tốt hơn. Kla, em chẳng muốn tham quan gì, chỉ muốn tham quan anh thôi. Maya, bố mẹ vì khách có vẻ cũng xấu hổ dùm cho đứa con gái dáng dỏm của mình, liền hắng giọng. Maya không đành lòng, rời tay khỏi đôi vai của Kla. Đối với cô mà nói, Kla thực sự quá hấp dẫn, cái lý do khiến cô rời bỏ môi trường sống quá xa hoa ở nước ngoài mà trở về Bangkok này cũng không phải là do Kla hay sao? Maya nở một nụ cười, Kla, em không có được anh thì không ai có được anh. Là thật sự cũng rất khó khăn mới có thể rời khỏi được cái chủ đề đính hôn kia. Càng khó khăn hơn để dằn nỗi nhớ của mình đối với người nào đó xuống.
một khắc lại một khắc kiềm chế để không khỏi thất thố mà lao ra khỏi cái bàn tiệc chán ngắt vô vị này. Vừa tiến cắm vị khách rời nhà hàng, La không theo ba mẹ quay trở lại mà một đường lái xe tới nhà của Techno. Trên đường đi cậu có gọi mấy cuộc nhưng Techno vẫn như cũ không nghe máy. La vậy mà lại không thấy khó chịu. Techno, đêm nay em nhất định làm anh tới xin tha. Lại cứ như thế mà bơ cả một tuần trời, đáng phạt lắm. Đôi môi của La theo khoảng cách giảm dần tới nhà của Techno mà cứ thế cậu lên, vẽ nên một nụ cười sáng lạng. Vì cứ ngỡ nơi ấy có người yêu nên ta vui vẻ mà tới, vì cứ ngỡ vậy nên ta hạnh phúc. Cổng đóng, từ dưới nhà nhìn lên, đèn trong các phòng dường như đều tắt. Là lập tức gọi cho Nick nhưng buông lại là kẻ nghe máy. Sắp đêm đến nơi rồi, chúng mày còn gọi cho bảo bối của anh làm gì? Pi bum, đưa máy cho Nick. Chú nghĩ sau vài hiệp mà Nick còn sức nghe máy sao? Không đùa với anh, đưa máy. Thấy giọng của Cla sắp lủi điên, Bùm đành chép miệng khẽ lại con mèo lười vừa ăn no kia dậy. Nick, là Cla. Ừ, rồi sao? Nick, Pino đâu? Pino đâu? Không phải tới nhà mày rồi sao? Chết tiệt. Cla lập tức lên xe, một đường quay đầu. Người tới tìm ta lại không có ở lại. Người tới tìm ta lại chẳng thể đợi chờ. Cuộc sống muôn vàn thứ éo le tạo ra không biết đau thương cho người nhận. Cuộc sống lại cũng chẳng nương tình, cứ thế mà bòn rút đi nước mắt của con tim. Tiếng phanh gấp trước của nhà khiến người bảo vệ hốt hoảng. Là lập tức như nhảy xuống xe. Techno có tới đây không? Techno, vì gia sư có tới. Người đâu? Đã về rồi. Sao không giữ cậu ta ở lại? Giữ người sao? Tôi vô tích sự. Bấn loạn, lo lắng, xen một chút hối hận. Pino, anh đang ở đâu cơ chứ? Cla hít một hơi dài, ngồi thụp vào ghế lái, suy nghĩ một chút. Gần 11 giờ đêm, có thể đang ở đâu? Cla nhấc điện thoại lên. Không có ở chỗ Thái, Can, Good, Cham. Cla như phát điên, một đêm này, cậu không hề ngủ. Tất cả các nơi Techno có thể đến, cậu đã đều tìm qua. Đều không có. Con ế nào? Phan, không thể nào. Là xiết vô lăng tới đỏ rần đôi bàn tay. Một giọt nước mắt của cậu lặng lẽ chảy xuống. Pino, em xin anh, đừng làm điều khờ dại. Cậu run sợ. Thứ cậu sợ không phải là Techno phản bội mình, mà cậu sợ chính là sự ngây thơ của Techno khiến cậu mất đi người ấy. Sự lo lắng cứ thế bày ra, dày đến một đêm. Cảm giác bị gặm nhấm này còn đau đớn hơn 1000 lần khoảng thời gian bị Techno bỏ mặc kia. Cứ như thế mà giày vò cậu suốt một đêm. 6 giờ sáng, tin nhắn của Bum là một đường chuyển hướng đầu xe. Đàn em của Bum suốt đêm đi tìm tung tích của kẻ tên Phan kia. Cuối cùng cũng có thể cho Cla một cái địa chỉ cụ thể. Đối với người bình thường không mất quá nhiều thời gian, nhưng đối với Phan thì đó chỉ là một cái tên giả trong danh thiếp nhiếp ảnh. Công việc và gia cảnh thực sự của cậu ta, chính Bùm trong một đêm cũng chưa thể nào tìm được. Cùng lúc ấy, đau đầu quá, Techno mơ màng tỉnh dậy, cổ họng khô khốc bật ra những tiếng đầu tiên. La, nhận thấy người nằm trên giường đã tỉnh, Phan cũng chờ mình dậy. Techno, em dậy rồi sao? La, ây da, dậy đi, anh không phải là Cla của em đâu. Ngày kế tên này suốt đêm tới nỗi còn tưởng Cla là một bài kinh nào đó mà em tụng nữa đấy. Techno nghe thấy tiếng nói, cố gắng đỡ lấy cái đầu đau nhức của mình, lóp ngóp bò dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Không phải giường của mình, thấy vẻ ngơ ngác tột độ của Techno, Phan lại bật cười. Techno, em còn nhìn đỡ là thủng trần nhà anh thật đấy. Anh không mặc đồ sao? Anh làm sao? Phan có thói quen ngủ cởi trần, chỉ mặc một cái quần đùi. Techno thì vô cùng nhột vì kỷ niệm uống rượu lần trước, vội vàng sờ lấy cái mông. Không đau, may quá. Techno thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Phan mới từ nhà vệ sinh ra, bày chút thức ăn đơn giản lên trên bàn, ra hiệu cho Techno ngồi lại rồi nói. Thất tình cũng không nên uống rượu như vậy, không tốt. Hả? Em không thất tình chỉ là... Còn nói, anh cũng biết em có chuyện gì mà.
là người bạn trong ban thư ký trường đó, nói với anh. À, vâng, mà tại sao em lại ở đây? Còn tại sao nữa? Tối qua em gọi cho anh, muốn bàn về buổi chụp hình hôm nay. Kết quả thì em luôn miệng gọi Clan tới đón em. Em đang ở quán uống rượu. Nếu mà anh không phải dân suốt ngày đi lang thang chụp hình, thì làm sao biết được cái quán đó chứ? Em thật là một mình mà dám gan vậy. Phan lắc đầu cắn một chút bánh mì, Techno thì ngượng ngùng. Vậy sao? Em làm phiền. Một tiếng vang trời cánh cửa rồi mở ra. Mở cửa, mau cửa cửa. Phan bị tiếng đạp cửa suýt thì chết nghẹn miếng bánh mì rồi cằn nhằn. Ai mà thối thì không biết. Techno muốn ra mở cửa, nhưng Phan cản lại, uống vội ly nước rồi bước ra. Cửa vừa hé, bốp, một quả đấm giáng trời thẳng vào mặt do bất ngờ. Phan gần như ngã rúi rụi trên đường. Mẹ kiếp, có ai tráng miệng bữa sáng kiểu này không chứ? Xéo ra. La gần như gạt qua người Phan xông thẳng vào trong phòng. Techno nghe tiếng Phan của kêu, liền giật mình, trên tay vẫn còn cầm lát mì gặm dở. Người sững sờ, tiếng trong cửa họng bật ra như mũi kêu. La, Pino, anh nói, nó đã làm những gì? La nghiến răng, vừa nói vừa chỉ tay về phía Phan đang bước vào. Techno thế nhưng lại không lo lắng, không sợ hãi, không biểu tình. Nghĩ tới những việc tối qua, đính hôn sao? Thực sự cuối cùng thì bản thân là cái vị trí gì chứ? Techno bất giác mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt Kla, bật ra những tiếng thật nhẹ nhàng. Đúng, anh đã ngủ với anh ấy.